Xin chào cả nhà, bây giờ phút này Trương Phương đã có mặt tại vườn dâu. Hên xui. Không, ngày mai nó sẽ chín những cái hùm hùm với đỏ đỏ á. Nhiều người Người ta họ bán được coi, đúng 1 ký. không biết nữa, chắc họ có cái khác. Con có À, con bé da đen mà gắn càng vàng khác vô về. à, buổi chiều hôm nay mình ghé thì nó chỉ còn những cái trái dâu trắng và hùm thế này để tham quan thôi. À, còn buổi sáng do là khách tham quan đông quá cho nên là hái hết màu đỏ đỏ rồi. À, chúng ta chỉ có đi xem hoa hoa dâu, trái dâu, lá dâu, vườn dâu. Cũng gọi là biết thế nào là vườn rau đúng không ạ? À? Đây là những cây này mới trồng. À, nhỏ hơn hoa hoa với lại cái trái nó còn mới 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 nở mới ra thôi cho nên nó nhỏ hơn trên vàng kia thì mới ấy, cái này mới, cái gọi là cây tuổi nó mới còn còn non hơn. Ngắn ngày hơn chứ. Ok, đây đó. À, bây giờ mình review mình tí nào. Xin chào cả nhà. À, một cái gương mặt thân thiện và thân quen của cả nhà đúng không ạ? À, thật là những cái gì vui vui là Trương Phương hay thích chia sẻ đến mọi người, chúng ta cùng nhau tham quan cảnh ha. À, thấy Trương Phương thấy cái gì hay hay review đẹp đẹp là cứ